Tức là cô chú mua về đây. Vâng. Vâng. Thế nhà có vấn đề gì ạ? Vâng, thì con là cứ ngoài cứ mệt là đọc đấy. Hơn 30 năm nay rồi. Nó cứ mệt. Vâng, cứ mệt. Còn bây giờ còn trắng ngày trước đen nữa. Cứ đen mà không quét nhà, không quét được. Mệt không quét nhà, không quét được. Coi như là nếu, nếu mà kể cái chặng đường từ ngày trước đến giờ thì nó dài quá. Đấy, là cứ bị tâm linh ta động. Nó cụ thể như nào? Đi khám bác sĩ không có ra bệnh gì cả. Đi đến bác sĩ tâm thần cũng phải đi về đi xem. Đi đến đông y cũng phải đi về đi xem. Về đi xem á? Về đi xem. Vì là từ đi bác sĩ tâm thần hỏi là thế ở trong tai có nghe thấy người ta nói gì không? Đấy. Đi đông y rồi thì bao nhiêu các thầy đông y ở trong thành phố Việt Trì là đi bắt mạch hết thì các thầy không cho thuốc gì cả. Các thầy phải đi về đi xem. Thế thì coi cũng đi chủ chiếu và có kiểu tìm mạch các thứ không có bệnh gì. Thế nhưng mà không, cứ cầm làm thì thấy không làm. Nhiều khi có vệ sinh cơ thể cũng không làm. Thế rồi. Đấy là những cái năm 1998 là bắt đầu nặng. Mỗi năm chỉ đi chợ có 2-3 tháng là còn đã. Mỗi năm đi chợ có 2-3 tháng. Đến hiện tại bây giờ là 2 năm rưỡi là không có đi ra ngoài chợ rồi. Không đi bán hàng rồi. Như kiểu có người xung á. Vâng, thế nhà có ai ngoài cô ra có ai có vấn đề gì không? Không. Chỉ mình cô thôi. Mình giống vâng. Thôi được rồi, còn chẳng đường nó dài quá cả. Thôi được rồi, nếu mà những cái gì, nếu mà như những gì cô nói mà vấn đề bệnh tật mà đi khám không ra bệnh thì đây là do tâm linh. Mà do tâm linh thì cái trường hợp này cháu giúp được. Nhưng có nhất, cho dù là như thế nào cháu vẫn giúp được. Bây giờ cho chuẩn bị chỉ kiểm tra để tìm cái lý do, xử lý lý do. Và lại cháu sẽ cho cô ngồi trận đồ và nằm trận đồ là nó khỏe. Nhưng có nhất. Thế là cô nằm xuất. Thấy nó có nhẹ nhàng hơn không? Vâng. Hôm đầu tiên nằm và bắt đầu nó cứ nhức đây nhức, xuống, vâng, vâng. Nhức đây chạy xuống. Vâng. Nhức đây ngủ rồi. Thôi được rồi, hôm nay cháu sẽ đưa một cái bộ tay cháu, chính tay cháu cầm và cái bộ ấn lệnh nữa. Vâng. Thì chắc chắn là sẽ khỏi. Ê, từ hôm đấy là ổn. Ổn rồi. Nằm suốt ở trong. Vâng, thôi được rồi, để hôm nay cháu xử lý tận gốc nhé cô nhé. Vâng. Vâng. Cháu xem tay phải cô xem này. Rồi. Tay cô vẫn còn hơi lạnh, tôi là vẫn cần phải ngồi thêm. Cái này là tận 10 phần, còn tít kẹo như này. Thế ạ? Lạnh toát gì ạ? Vâng. Vâng. Vâng, gạo như kem cái cục đá. Vâng, ấy dài. Đất này cô xây lâu chưa? Cái này là mua về đây là tháng 5 năm 94 thì là nhà cấp 4 là nó quay xuống thế này. Cấp 4 mấy gian? 4 gian. 4 gian cấp 4. Thế ai là người xây nhà đấy? Thì thế sau và đến 2000 tháng 9 2001 thì có là nhà con xây nó quay ra đây. Xây thì chồng con đứng máu. Chồng con cũng máu. Lúc đấy là nhờ người múc hay là tự mình đào tay? Cái ngày đấy là toàn đào bằng tay thôi. Thế nhà có đào được cái gì bất thường không? Không ạ. Thì xong thì coi như chồng con múc thì nó chỉ múc khọt khọt cái chơi tôi chứ còn xuống đất hẳn điện không. Thế nào thợ đào thì chẳng biết rồi. Thì có một cái nhà cấp 4 đó, thì cái này đấy là cái cây hoa giấy nó nằm ở chỗ này. Cây hoa giấy nằm chỗ này thì bà con đi chặt bỏ thì về thì thấy nó cũng ung tùm quá. Mua về thấy con đi chặt bỏ. Cây hoa giấy nó kín hết lan cả sân này. Thì con đi chặt bỏ thì xong rồi thì đào cái gốc lên thì có một cái hũ nó chỉ khoảng thế này thôi. Vâng, nhưng mà con cũng không có dò ra xem để làm gì. Thế xong rồi đưa cho bà chị dâu, bà chị thì kiểm tra đi ạ, trái nó bỏ những cái này ra thì không biết nó có ở không. Thì xong bà lại đeo cái giả cái lọ đấy. Thế lọ đâu? Thì xong thì qua thời gian thì chả biết bỏ đâu. Nó như cái lọ sành đơn giản nó nhỏ nhỏ này. Nhưng đây là của đấy, bên trong nó là của đấy. À mẹ. Chính vì cô động vào cái gốc hoa, cái giấy này vâng thì à. Chẳng biết ai đào, bọn chẳng biết. Chính vì cô động vào cái đấy đấy cho nên nó mới có vấn đề này đấy. Và may là còn chưa chết người đấy cơ. Đấy. Thì nó chỉ nó như cái lọ sành nhỏ nhỏ này thôi mà. Nó miệng nó to hay nó bé? Nó cũng như dạng này nhỏ. Bên trong nó có cái gì không? Trong thì coi như xong thì
nó toàn cái hạt hạt gì đó. Ôi giời. Thì thấy bà chị dâu bà bảo, bà chị xem đi, em chả. Thế xong rồi mang đi đâu rồi? Xong bà chị dâu bà đem đi, bà nói chả có cái gì đâu. Thế xong bà lại đem về. Thế con chả biết. Thế cái hạt đấy nó cũng đổ đi à? Vâng, nó cứ hạt hạt cái gì cả. Bút bi nó cứ gãy gãy ra đấy, cái lõi bút bi. Con sơ sơ ngoài có vết lằn vết lóc ở cơ ngoài cái đầu đầu nhà chỗ này. Thế ngày đi nhà cấp 4 thì còn đi vượn, cứ vết lằn vết lóc đấy xong. Ôi, đây là cô động vào của nó đấy, đây là của đấy. Thế con chả biết nó là cái gì. Thì cái lọ chắc là thì con cứ nghĩ đơn giản là cái nhà cũ và viếng nó đào cái khóm hoa giấy thì thấy thì bảo trong nhà cũ đáng tiếc gì đó. Đây con nghĩ đơn giản ôi thế thôi. Trời ơi. Đây. Đấy là thế thì cô bị đấy. Cô bị từ lúc xây nhà đấy. Sau khi xây nhà xong là cô bị cái trạng thái đấy đấy. Còn cái đào cái đấy là năm 96. 96 à? Là đào cái gốc hoa giấy thì nó có cái lọ đấy á. Thế còn xây nhà là năm tháng 9 2001. Vâng, thôi được rồi. Thế thì nó bị từ cái đợt 96 chứ không phải là xây nhà rồi. Vâng. Như là năm 94. Tức là nó hũ nó như này cái gì? Cũng xong là trong bên trong cứ cái hạt 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 đen, màu đen như màu gì? Con nhìn sơ sơ nó cứ như là cái thỏi bút chì mà nó cứ gãy gãy đấy, đây nó dạng dạng như thế. Con chỉ nhìn sơ sơ nó to á, nó to. Nhỏ như cái lõi bút chì bi á. À là bút chì chì viết vâng vâng vâng. Từ năm 96 đào cái khóm hoa giấy này thấy cái lọ đấy thì trong cái nhà cũ nó ỉ hóng thì biết mẹ nó đi. Thì tôi biết rằng năm. Thế là cái chỉ sâu của cô cầm đi, sao cô cầm về không? Cầm về có cầm ở bên trong nó vẫn còn cái đấy không hay là chỉ cầm lọ về thôi? Cầm lọ về thì thấy chị bảo chả có cái gì đâu. Thì con không kiểm tra ngày đấy, con không có để vào đầu những cái. Thế xong chị dâu cô giờ như thế nào, cuộc sống chị dâu cô giờ như thế nào? Chị thì cũng khá giả nhưng mà con cái thì lấy chồng thì một đứa sinh năm 86 đi chồng một con nhé. Vâng, con ra hai đứa không có ai vấn đề gì đâu. Con đứa sinh năm 89 thì giờ chưa biết chồng. Còn chị thì suốt ngày đau đầu. Thì đấy là gánh cái hạn cho cô đấy nhá. Suốt ngày đau đầu chả có ngủ. Đấy là động chạm đến cái đồ ấy đấy. Không phải là cái cô đấy, không phải là cô không biết cái gì đâu. Đây là chắc là cô giấu cô thôi. Nhưng mà đấy là việc của cô ấy nhá. Cô ấy giấu cô. Cô ấy lấy cái gì, cô ấy biết nó có giá trị hay như thế nào, đấy là cô tự gánh nhá. Thế còn cái lý do ở đây mà cô vì sao cô bị như này? Đây là cũng là may là như này là cô không biết đấy là giá trị. Nhá cô nhá. Chứ cô biết đấy là giá trị thì nó lại mất người rồi. Nhá cô nhá. Đây có một cái thần nữ giữ của. Và nó giữ cái vật đấy đấy. Nhá cô nhá. Rồi thôi rồi, bây giờ cháu sẽ bắt nó đi và để cho cô một trận đồ là chắc chắn cô sẽ khỏe. Nhá. Đây cô đã ngồi một thời gian là cô đã thấy nó đã khỏe hẳn lên rồi. Nhá cô nhá. Thì bây giờ cháu cho cô một cái trận đồ. Đấy là cô cái trận đồ cô tự in thôi thì nó đã có hiệu quả như thế rồi. Là 2 tháng rồi cả. 2 tháng. Vâng. Thì là bây giờ là nó đã gọi là hồi hẳn rồi chị ạ. Được 80% rồi. Vâng. Vâng. Thôi được rồi, hôm nay cháu sẽ để cho cô cái trận đồ tay chính tay cháu đưa cho cô là 1 và cái ấn lệnh là 2. Giờ trở đi là cô khỏe nhá. Đấy cũng là cái may cho cô là khi cô đào được cái đấy thì cô không biết đấy là có giá trị. Thực ra nó là vật rất giá trị, nó là vàng. Cô nhá. Nhưng mà cô không biết nó còn giá trị nên để cho chị cô cầm đi thì đấy cũng là cái may cho cô. Anh chị cầm đi thì có cháu gì không, chị lại đem cái lọ. Rồi thôi kệ cô ấy, tại vì những cái gì đang xảy ra với nhà cô ấy thì cũng là cái cô phải gánh. Nhá cô nhá. Rồi được rồi. Lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 20.000 thiên binh bao vây toàn bộ khu vực này, nội bất xuất, ngoại bất nhập, bắt hết tất cả các vong linh lang thang và một thần nữ giữ của lên thiên đợi xét xử. Hôm nay mới là tận gốc vấn đề cô nhá. Dạ. Hôm vừa rồi đấy là chỉ xử lý cái bệnh của cô thôi. Vâng. Đây để nó đây rồi. Chỉ thế thôi. Chưa chịu đi đâu. Cô có hỏng cái thai nào không? Hỏng bỏ cái thai nào không? Con thì cũng không rõ lắm nhưng mà có một cái lần năm 98 là để đẻ. Đẻ nhưng mà đi thì lên cho ông cứ ốm đau mãi, cái quạt kẹo suốt thì lên thì thấy cũng chỉ quá độ khoảng có chục hôm thôi. Thì lên thì ông bảo là không ấy được thì ông coi như là gọi là hút điều hòa. Cô bị hỏng vẫn bỏ mất một cái.
cứ ốm suốt rồi. Vâng vâng. Lệnh cho tứ đại hộ pháp áp giải con trinh nữ lên thiên đợi xét xử. Sao chưa mất người đi chứ. Bản vương đã tiếp nhận thông tin lệnh cho tứ đại hộ pháp áp giải một trinh nữ lên thiên đợi xét xử. Cô nhìn thấy à? Vâng. Vâng. Và áo hoa chanh màu xanh xanh hoa nhỉ. Cô mơ thấy hay nhìn thấy? Có lúc thấy ở trên đất này. Cô nhìn thấy. Thấy nhưng mà con cứ tưởng về nhà. Cô nhìn thấy à? Ở chỗ nào? Nó có đi lại trong nhà hay là không? Không đi lại trong nhà mà từ những ngày trước là cứ ngủ khép mắt cái thì thấy thôi. Vâng. Em bị có một đứa trẻ con trai. Bỏ ra bỏ vào trong cái chỗ này. Cái con trai đấy là con của cô. Cứ bỏ ra bỏ vào này. Mình để coi như cái năm 2000 này mấy ấy nhỉ. Từ các cô này là cho xử lý việc đã. Từ đây. Đây là cho cả con trai của cô lên này, cái thai của cô lên này. Cái thai đấy bây giờ là nó bị cái thai như ở cái bong nữ này nó phá xong rồi nó. Lệnh cho tứ đại hộ pháp áp giải một vòng nhi nam, một trinh nữ lên thiên đợi xét xử. Kinh thế chứ. Rồi. Vòng nhi phải cho cả cái vòng nhi lên nó mới được. Thì cái đấy thì con cũng chỉ có nhìn thấy có một lần là nằm ở đuôi giường. Đấy, nằm ở đuôi giường. Thế con bé đi sang nhà cái anh bên kia chơi. Đấy, thế bé học thả cái đấy. Thế xong bắt đầu là các cái bé nào con không biết. Thế xong rồi thì đến hai bà chị gái, con là hai bà sinh năm 58. Thì sang đây thì coi như là hai bà cứ nhìn thấy. Thấy bé trai cứ bỏ ra bỏ. Thế sang đây chơi nhá, nhìn thấy nhá. Sang chơi. Thích à? Thế là cũng coi như là đấy, cái vòng nghi đấy là của cô đấy. À, thế à? Vâng, của cô đấy. Đấy, nó quá mới có 10 ngày thôi đi hút điều hòa. Vâng, nhưng mà đây là do cái vòng nữ này nó gây ra đấy. Vâng. Đây bây giờ cô thay cho cháu cái bộ trận đồ này nhá. Vâng. Cô dán ở giường à? Hay là cô quay thành trận đồ? Thầy bảo con cắm vào cô gạo đi. Vâng, thì đây cô thay cho cháu năm cái khác nhé. Vâng. Cô cần cho cháu một cái bộ ấn lệnh này. Vâng. Là chắc chắn sức khỏe của cô. Vâng. Là sẽ trở lại trạng thái bình thường. Vâng. Bây giờ nó đang bình ổn lại rồi. Hôm nay xử lý triệt để vấn đề là cô sẽ khỏe. Vâng. Nhá cô nhá. Rồi, thôi được rồi.